Thưa quý vị, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất thành phố dời lịch học trực tiếp đến ngày 15 tháng 11 để triển khai tiêm vaccine cho học sinh. Trước đó, theo dự kiến, ngày 1 tháng 11 tới đây, thành phố Đà Nẵng sẽ cho học sinh lớp 1, lớp 9 và 12 trở lại trường. Ngày 8 tháng 11 cho toàn bộ học sinh các cấp đến trường. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình dịch bệnh tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương lân cận, cùng với kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất thành phố dời lịch trở lại trường đến ngày 15 tháng 11. Kết luận tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố nhìn nhận tình hình dịch đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, thành phố thống nhất cho phép lùi lịch dạy và học trực tiếp cho học sinh đến giữa tháng 11. Tình hình dịch, đặc biệt là các cái ca dương tính ở các trường học đã diễn ra rất phức tạp ở rất nhiều địa phương. Để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh, để yên tâm cho cái việc mà tổ chức đi học lại. Cho nên là sau khi xin ý kiến của lãnh đạo thành phố thì thống nhất là chúng ta dời cái thời gian bắt đầu đi học lại là vào giữa tháng 11. Thì đây là một cái quyết định phải nói là rất khó khăn, nhưng trên hết đó là vì cái sự an toàn của các em và vì cái công tác phòng đảm bảo, để đảm bảo cái các cái hoạt động, trong đó là có cái việc là triển khai công tác tiêm chủng. Theo dự kiến, ngày 29 tháng 10, Bộ Y tế sẽ tập huấn tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi. Sau tập huấn, Đà Nẵng sẽ triển khai tiêm cho học sinh. Theo thống kê, Đà Nẵng có khoảng 38.000 trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 18, nằm trong chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 của Bộ Y tế. Thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với lại Sở Y tế đã lập cái danh sách của học sinh trong cái độ tuổi từ 15 tuổi cho đến dưới 18 tuổi. Thì theo đó thì chúng tôi đã tham mưu với ban thành phố là ưu tiên tiêm vaccine cho học sinh trung học cũng như một số học sinh ở các cái trường nghề thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý. Trước đó, học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 9 của xã miền núi Hòa Bắc và học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã đến trường học trực tiếp. Các trường đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, phòng cách ly y tế tạm thời, tuyên truyền đến phụ huynh những thông tin cần thiết để có thể cùng phối hợp hỗ trợ nhà trường trong việc đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn.